Cho nên là anh mơ thì anh đang mừng đến chuẩn bị đi Mỹ đó, thì cô có ý kiến gì trong vấn đề này không ạ? Có ý kiến từ sớm giờ cô cũng coi mấy cái clip, nhưng mà trước trước hết ha thì cô nói cô Quân trước đi. Cô Quân ơi, cô chia tay với ông Năm Sầu Riêng trong ngày chủ nhật này là cô rất là thông minh, cô rất là minh mẫn luôn, cô rất thông minh luôn á. Nói thiệt chứ nếu mà để ngày mai thứ hai là ông Năm Sầu Riêng ông cũng qua ông nói một câu ông chia tay với cô là cô càng nhục thêm nữa. Bữa nay cô nói cô lên tiếng cô chia tay trước ông chia chia tay với ông Năm Sầu Riêng trước là cô quá hay luôn. Cô quá hay, chưa khen cô quá hay luôn á. Cô có một coi vậy chứ cô cũng không có ngu, cô cũng còn được một chút thông minh. Chứ ông Năm Sầu Riêng ổng ổng đã nói với cái người kia mà cô có hồi sáng cô có coi cái clip là ổng hứa với cái người kia là ở thành phố nhà mấy tầng lầu, là ổng nói là để bữa thứ hai này ổng qua ổng nói dứt khoát là chia tay, tại vì cô Quân á còn vướng bận gia đình cha mẹ con cái đồ này kia lùm xùm tùm lum lá hết. Nhưng mà không biết là cô Quân cổ có nghe được cái clip đó không, mà cổ điện gấp là mấy kênh YouTube và ông Năm Sầu Riêng là qua để chia tay. Bữa 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 nay là cô Quân cũng tỉnh mộng rồi đó, cũng tỉnh táo rồi đó. Nhưng mà một cái là cô Quân cô lên cô hỏi chứ cô có làm gì đâu mà cộng đồng mạng lên chửi cô dữ vậy. Cô xét lại, cô suy nghĩ kỹ lại đi cô Quân, cô nghĩ kỹ lại đi, là tại do nên cô á hả, là cô nói là cô lên cô kết nối yêu thương thôi, cũng như là kênh của mà Quyền Linh với cái dân Cát Tường cũng kết nối yêu thương, mà tại sao không có sợ mà không có bị chửi, mà tại sao cô lên cô kết nối yêu thương mà cô bị chửi. Cô phải suy xét lại, người ta Quyền Linh với Cát Tường người ta đã quay, người ta đưa lên, người ta nói bây giờ vậy đó, coi coi tìm hiểu có hãm hay là không, chứ người ta không có quay mà đi ôm giữa đường hung hút giữa chỗ mà giữa chỗ ba bề giữa cộng đồng như vậy. Hai cái thứ hai, cái thứ ba nữa là có ai ghe ai mà lên xôn xao dư luận mà để cho cộng đồng mà gừng ben lên cộng đồng mà làm gừng ben vậy không, có ai như cô không, có không đó, có ai như cô với ông Năm Sầu Riêng không, ôm hung hút giặt đồ này đồ chơi nhỏ đồ lớn đồ chơi cũng đưa lên trên cộng đồng như vậy mà để cho mấy viên tóc này nó dẫn dắt nó quay lên như vậy đó. Rồi cô thấy cô thấy như vậy đó, rồi biểu qua chơi rồi cộng đồng không chửi không nói với cô, chửi cô là đúng rồi đó. Nếu mà cô làm những cái việc gì đừng có trái với lương tâm cô thì cộng đồng người ta không có chửi. Còn cái này cô làm như vậy đó, biểu chị cô đưa lên trên cộng đồng vậy bao la thế giới ở nước trong nước ngoài ai cũng đều biết hết, mà biểu ta không chửi sao được. Nhưng mà tôi cũng nghĩ tôi thấy ngộ cô Quân, tôi thấy cũng ngộ, thành ra tôi mới hỏi cái chuyện này, tại sao cô với ông Năm Sầu Riêng không chia tay bữa cái bữa mà ông Năm Sầu Riêng đi qua bển đó thì cứ dứt khoát chia tay một cái gấp liền, tại sao không chia tay mà 100 triệu của Mạnh Thường Quân người ta không, người ta nói là người ta điện thoại người ta nói không, bây giờ như vậy là người ta không có cho, là bắt đầu bữa nay là làm gần gần lên là chia tay, cả hai người đều chia tay, làm sao với cô Quân. Nhưng mà bây giờ hai người chia tay tôi không có nói, nhưng mà tôi nói những cái thằng YouTube đây nè, những thằng YouTube dơ, thằng YouTube bẩn nè, nghe không? Nếu mà nếu làm YouTube á, tôi nói thẳng, nếu mà làm YouTube mà làm rồi không có chính nghĩa, là nếu mà ai thí dụ như cái cô Quyền cô gì đó, mà cái cô Mạnh Thường Quân nó có nói cô Quyền, mà hồi sớm tôi có xem cái clip là cái thằng YouTube đó đưa mặt người ta lên nói luôn là tao ngủ đi nhà trọ nhà nghỉ từ này kia. Tôi nói thiệt với cái thằng YouTube đó đó nha, thằng YouTube dơ đó, thằng YouTube mà bẩn đó đó nghe. Nếu mà cái cô Quyền đó mà có điện thoại mà ngủ mà cái thằng YouTube đó đi nhà trọ nhà nghỉ rồi này kia cho hai cái điện thoại á, là có cái chứng cứ đâu đưa lên cộng đồng. Những lời nói của cô Quyền ngủ đi đâu, tôi không phải thông minh cô Quyền, hôm nay cũng nói cũng lên cũng nói cũng cho tiền hai vợ chồng ông Năm Sầu Riêng với cô Quân, người ta cũng lên
lên cộng đồng cũng lên chửi dụng ngu rồi nãy kia kia nọ, ta cũng chửi dữ dằn lắm. Nhưng mà cái này không phải là tôi bên, nhưng cái này tôi nói phân hai thôi, tôi nói phân hai, tôi không bên ai, không có ai. Nếu cô Quyền có điện thoại kêu đi nhà nghỉ rồi nãy kia thì bây giờ đưa lên cộng đồng cho những tiếng nói của cô Quyền, điện thoại rủ đi công ty đi nhà trọ nhà nghỉ đâu đó, đưa lên. Còn nếu không đưa lên là cô Quyền có quyền, được quyền là gì, xúc phạm ngay là danh dự của cô. Cô có quyền cô thưa những cái kênh YouTube đó được. Cô nói vậy đúng không Tân? Dạ. Thí dụ như người ta có rủ đi á thì phải có bằng chứng, chứ đừng có đưa lên vậy. Bây giờ là mất cái miếng ăn, một miếng ăn là một miếng tội tàn, mất miếng ăn lộn ngang rồi. Người ta nói như vậy nhưng mà bây giờ người ta không cho, người ta không cho 100 triệu rồi bây giờ đưa người ta lên cộng đồng bức phúc, người ta nói người ta này, nói xấu người ta này kia vậy thôi. Cô thấy như vậy là cô rất bức xúc luôn. Cô không có bên cái người mạnh thường quân đó, tại vì hôm nay nói chung là cô cũng không biết mặt mày gì hết, nhưng mà cô chỉ nghe nói là cho 100 triệu là cô cũng chịu thù ngu. Cái dạng như cho 100 triệu tự nhiên mà bỏ ra cho hai người đó 100 triệu á, dạng như cũng gái cùng đồng lội cùng đi làm cũng một ngành nghề dưới cơ quan, thành thử ra mới có đồng tiền dư như vậy mà để đem đi bảo vệ cho một cái cặp đôi như vậy. Nhưng mà bây giờ á, thí dụ dù cho người ta làm cái ngành nghề gì mà không cần thiết, nhưng mà bây giờ nếu mà người ta mà có như vậy á thì bây giờ đưa lên cộng đồng, đăng cái chứng cứ, lấy ra có cái chứng cứ rõ ràng. Còn nếu bằng không có cái chứng cứ, cô Quyền được quyền thưa cái cô Mạnh Thường Quân đó được quyền thưa lại những kênh YouTube đó, nó bôi bác trên xã hội, nó đưa lên như vậy. Yeah. Đó. Nhưng mà cô nói thiệt nhân thân cô thấy rồi, ông Năm Sầu Riêng ổng cũng có xứng đáng cái gì là một thằng đàn ông đâu Tân, hỏi chứ chưa gì hết trơn thì ổng cũng gặp cũng điện thoại cũng nói chuyện cũng tâm sự. Mà cô nghe ổng tâm sự, ổng nói với cái người mà nói là ở thành phố nhà mấy từng con người ta đi Mỹ, ổng nghe nói con người ta đi Mỹ là bắt đầu ổng biết là người ta có tiền, nhà mấy từng lầu rồi, nó bắt đầu ổng vai nhào vô ổng hút liền. Ổng nhào vô ổng hút liền cái bắt đầu ổng chê là đừng chơi mấy con lé, đừng chơi mấy thằng lé, đừng ghé mấy con lùn, chê vô quân lùn đó. Như vậy là một thằng đàn ông là coi như là không có còn cái gì ở trên xã hội, không có cái uy tín mà cũng không có cái gì trên xã hội này hết trơn á. Hỏi làm thằng đàn ông gì như vậy. Người này thì chụp người kia, bắt người nọ, rồi cái đó cũng như còn hơn là cái con heo mọc nữa. Nói thẳng luôn đó, nói bữa nay nói thẳng luôn luôn, nói một clip này nữa thôi. Bây giờ không có còn gì để nói với ông nữa, mà chủ yên này tôi lên tôi nói ông một clip này nữa thôi, tôi nghỉ nói luôn rồi, không có nói ông nữa. Có đâu mà bây giờ á, tại sao ông biết nói một câu là được thì có duyên có nợ thì là vợ là chồng, không duyên không nợ là tình bạn tình bè chứ đừng có đưa lên nói xấu. Nhưng mà tôi thấy ông chưa gì hết trơn, cái ông thấy đằng kia người ta giàu nhà lầu 2-3 tầng, cái là bắt đầu cái ông lên cái ông nói ông chê cư dân lùn, cư dân cái này cái nọ, gia đình thành phần gia đình cư dân nảy nọ kia. Ông là một thằng đàn ông mà ông sống mà như vậy mà ông nói ông con người của ông biết phải, biết điều, biết chuyện, biết gìn giữ cái hạnh phúc gia đình rồi nãy kia kia nọ. Ông nói hay quá, cái miệng ông nói hay quá, nhưng mà ông không có thực hành được. Ông không có thực hành được, tôi nói thẳng với ông. Hôm nay thì một hai là đi lên cưới gá thì bữa thứ hai trả lời, nhưng mà cuối cùng lại ngày hôm qua là bắt được cái cuộc điện thoại của cái người ở thành phố rồi, cái bắt đầu cái ông tưởng thiệt hả, ông nghĩ là người ta thương ông thiệt đó hả, người ta khoái ông thiệt đó hả. Tôi nói thẳng với ông á, thí dụ ông có chia tay với cô Vân rồi á hả, cái bản mặt ông xách chép người ta không có cho nữa, chứ đừng có nói mà người ta thèm ông. Tại người ta thử ông như vậy đó cho ông biết, cũng như cái cô mà nói vô là Mạnh Thường Quân mà nói vô cho 100 triệu đó, người ta cũng thử lòng coi cái tấm ông tham lam như cỡ nào, ông tham lam như thế nào, ông tham lam cái làm sao đó, chứ không phải là người ta không có khùng điên gì. Bởi vậy hôm nay đi lên tôi nói không có ai mà khùng điên gì mà cầm cho 100 triệu mà những người như vậy hết trơn á, những người mà không có cái gì như vậy mà người ta cho hết trơn đó. Bữa nay có sự thật không, rõ ràng vậy không? Ông ơi, muốn ông bỏ cái tội công đi ông Năm Sầu Riêng ơi, ông đừng có lên clip nữa. Tôi nói
nói thiệt với ông theo mấy cái thằng YouTube này nó sổ mũi nó dẫn dắt ông, nó nắm đầu ông, nó quay vòng vòng tròn tròn như vậy đó, là ông con người của ông cũng không có còn gì cái liêm sĩ ở trên cái xã hội này nữa hết trơn á. Ông đừng có lên mà ông mà chia sẻ là ông lên ông nói cái gì nữa chứ. Còn bây giờ nói qua cô Vân nè, cô nói cô có làm gì đâu mà chửi cô. Tôi nói thiệt với cô á, người ta cũng lên, người ta kết nối yêu thương, kết nối tình duyên. Tôi nói cho cô nghe nè, cô coi mấy cặp rồi, như nói vậy chứ nói như cái ông Nghĩa bóng bưởi với cô Tiết. Người ta lên rồi người ta nói xấu với nhau, nhưng mà người ta ví dụ một ngày hai ngày người ta lên vài ba clip người ta phản biện, người ta chửi rồi người ta cũng im. Còn cái này hỏi chứ cô với ông Năm Sầu Biên làm gần tiền nào gì nổi tiếng ở trên cộng đồng mạng, nổi tiếng cả nước trong nước ngoài ai cũng đều biết hết, thành ra người ta chửi, người ta chửi hoài nguyên đã người ta nói rồi mà. Cô với ông Năm Sầu Biên mà lên một clip là người ta lên một clip, cô với ông Năm Sầu Biên mà lên một clip người ta lên một clip rồi, người ta đã nói rồi mà. Mà tại vì cô nghĩ cô muốn nổi tiếng, nhưng mà cô một người tai tiếng mà cô không biết cô mà nghĩ là cô với ông Năm Sầu Biên là một người nổi tiếng chứ, nhưng mà một người tai tiếng chứ không phải là một người nổi tiếng, cô biết không? Người ta chửi cô là người ta chửi cái vậy đó, người ta chửi cô lớn già. Tôi nói với cô nghe, cô nói không có đâu đào sâu vô những cái chuyện đời tư của cô, những cái chuyện cô làm cái ngành gì cái nghề gì kệ cho cô, chứ có đâu đào sâu vô rồi nói cô này kia, không ai đào sâu vô. Nhưng mà hồi trước kia tôi cũng đã nói, tôi nói luôn, ai cũng phải có một cái quá khứ, nhưng mà ví dụ như người ta cũng không muốn đào sâu vô, mà tại vì cô làm quá đáng, cô lên cô làm quá đáng, cô nói quá đáng, cô lên cộng đồng này quá phức tạp, thành thử ra người ta phải lên tiếng, người ta phải dạch trần cái bộ mặt của cô ra nha, thành thử ra là cho mọi người đều biết chứ. Cô đừng có nói không, cô có làm sai gì đâu mà chửi cô. Cô không làm sai, nhưng mà cô lên cộng đồng mạng cô sai chứ không phải là cô có làm gì sai chứ. Người ta đã nói rồi, thay vì cô gượng quá thì cô cũng chờ, cô cũng chờ ông Linh Sầu Yên ông đi qua tìm tới cái gì. Cô qua nhà người ta nửa đêm nửa hôm rồi lên rồi ra đường ôm, không mất ở chỗ nào cũng ôm không mất được. Ví dụ một khi là cô làm cái ngành cái nghề gì của cô là cô muốn ôm không mất, tại vì cô làm cái nghề cô cho người ta ôm, người ta không mất cô mới có đồng tiền. Còn nếu mà không cho thì cũng không ai trả tiền cho cô, cũng phải biết cái nghề của cô là nghề như vậy. Nhưng mà ví dụ như bây giờ cô không còn làm cái nghề đó, cô muốn về cô kiếm một người đàn ông để là cô một cái bờ mờ dai để vừa tương đương tựa, thì cô phải làm sao chứ, có đâu mà cô làm gì trắng trợn ở trên cộng đồng của cô để cho nó quay, nó muốn quay sao nó quay, à nó muốn nói sao nó nói, nó muốn làm gì làm, mà cô cũng vẫn để cho mấy YouTube đó nó làm. Cô cũng chịu cái đồng tiền chứ, cô đừng có nói không, cô không có ham tiền, cô nghĩ là cô sống với ông Năm Sầu Biên là cái tình cái nghĩa cho cô không có nghĩ đồng tiền, không nghĩ đồng tiền mà cô đã điện cho cô rồi á, cô thấy không, cô không có qua mà cô cũng không có trả lời. Bây giờ dứt khoát cái chừng một tiếng đồng hồ sau là người ta nói người ta cho 100 triệu để làm đám cưới, cái bắt đầu với cô xìu liền, cô xìu xuống liền, cô không ham tiền mà cô vậy sao đó cô dân ham đô la thôi cô. Rồi, ta nói đâu? Có ham đô la thôi, không ham tiền. Đúng rồi. Đó, bữa nay tôi nói một cái clip này nữa thôi, tôi cũng không có lên tôi nói cô làm gì, tại vì cô với ông Sầu Biên chia tay rồi, chắc cũng không có còn cái gì mà để nói nữa. Mà nếu mà sau này cô có lên á, cô có đi tiễn chồng tiễn vợ hay là xe duyên kết tóc, cô muốn làm gì cô làm. Nhưng mà mình làm cũng phải khi cô cũng nhìn kỹ, cô nhìn cô thấy người ta xe tên mà lên kết duyên kết nối tình duyên làm sao, cách nào người ta làm cách nào thì cô cũng làm giống như người ta đi, thì cô đâu có bị chửi, không ai chửi cô hết trơn á. Cái chuyện đó là cái chuyện kiếm chồng kiếm vợ để nương tựa giờ từ cái lúc tuổi già là cái chuyện bình thường, không ai chửi hết trơn á. Nhưng mà cái đó tại cô với ông Năm Sầu Biên mà người ta mới chửi, chứ nếu mà không phải tại cô với ông Năm Sầu Biên không ai chửi hết trơn á. Tôi nói cho cô biết vậy đó, chứ cô đừng có hỏi cái câu tại sao cô làm gì mà tại sao mà cộng đồng chửi, rồi tại sao cô đi ra đường bao nhiêu người hái nhìn cô bằng cặp mắt ghê tởm, để người ta nhìn cô người ta kinh tởm cũng thiệt á. Sợ chứ chung là phải sợ. Cô này riêng mà nhìn cô này ai cũng phải sợ đấy.
trong cái khu là ngày xưa mà cô Vân mà chưa lên mà kết nối tình duyên đó, thì tối ngủ là người ta còn không cái khóa cổng khóa cửa. Mà từ lúc mà cô Năm lên quấy cộng đồng mạng với anh Năm sầu riêng là bây giờ nó thật sự mấy bà vợ đó mà cái như là bà ngủ là bà phải xích ông chồng lại trong cái góc giường á, sợ là ra là cô Vân này hốt liền. Năm sầu riêng mà cô này còn hốt được thì muốn chi mấy ông chồng của mấy cô này. Đấy, người ta rất sợ. Đấy, tối ngủ lại là thật sự khóa cửa khóa cổng kín mít luôn. À. Mà bây giờ cô mới lên không gian mạng coi vì sao lại chửi em. Em có lỗi gì đâu mà phải chửi em. Nó bây giờ có lỗi không mà nó cá cộng đồng mạng đang nói vậy mà cái cô là không nghe. Là đi nghe mấy thằng YouTube mà ba dơ tào lao đấy, bắt đầu nó quay lên rồi nó PA rồi nó tôn cô này lên một chút. Con nói cái vấn đề mà vừa rồi có thằng YouTube nào đó mà nó quay lên, trời ơi nhìn cả như là cô Văn như là siêu mẫu mà bả cười mà bả ngồi bả cười mà bén lén quá vậy. À, có nghĩa rằng từ trước giờ bả chưa nghe ai mà khen bả một câu mà nó hay như vậy. À, mà dù một câu nó giả dối nhưng mà bả là thích. À, cần là giúp nó trời ơi bữa mà bả ngồi bả làm gà ngồi cái giếng nó cô. Để rồi bạn ngồi đó bắt đầu bạn ráng bạn lấy hai cái đồ gối và bạn yện cho cái vòng một của bạn nó lòi ra đó. Đó bắt đầu là cái thằng kia nó nhìn thấy hai cái quả bưởi bắt đầu là lòi lên, nó trời ơi nhìn cô Văn là kể như là một siêu mẫu. Đó bắt đầu bạn cười bén lén rồi bạn ráng bạn kéo cái áo bạn kéo áo trước khi bạn tú lại cái chỗ đó, đó. Thì bạn kéo bạn dán ra bạn dớ lên một xíu rồi bắt đầu bạn kéo tú lại thôi đây. À. Con đó là quá trời quá đắt vậy đó mà cộng đồng mạng không chửi được. Bà con nào xem cái phim đấy có thấy cũng ớn liền đúng không? Có nghĩa là đêm đấy là bà tới như là giao lưu với Năm sầu riêng rồi, sáng ngày sau ra đấy là bà sai ông Năm sầu riêng như là sai con đó, để phải làm cái món ri rồi làm món kia rồi ông phải lấy cái này mới rửa cái kia. Trên qua đó là nó thâu bà đây, nó thật sự mà nếu mà ông Năm sầu riêng ông đen lắm ông đưa bà đây về là cũng là xong. Đó có nghĩa là tôi nói 49 gặp 50 thôi chứ không có cái kiểu mà cái như ai thập thà quá gì. Đó, cái dạng 49 thì gặp 50 thôi. Đó, dạng đấy nó thật sự là bây giờ nó cộng đồng mạng lên án là tôi nghĩ là hoàn toàn chính xác, không có gì sai cả. Dạ, mời cô tiếp tục ạ. Nhưng mà dễ gì nó bỏ được cô, dễ gì nó bỏ được, chỉ khán giả có bỏ nó thôi dễ gì nó bỏ, dễ gì nó bỏ mấy cái nghề đây. Bây giờ khán giả có bỏ nó bỏ, còn chắc ai cái nghề của nó là nó không bỏ. Quay càng bắn càng cái view cao mà nó sẽ không bỏ, con dám khẳng định cô điều đó. Gọi một cái này cho cô nói về một cái chị khán giả mới hồi cỡ khoảng 12 giờ 1 giờ gì đây nè, cách đây nè, là lên cái kênh của cái em kia nói là người ta kết nối tình duyên, người ta cái ngành nghề của người ta thì đi kể người ta mắc mớ gì phải đào sâu vô. Mà mấy bà nói người ta như vậy mà mấy bà có bà bản thân mấy bà có tốt hay là không, nhưng mà người ta có quyền, người ta nói có quyền, người ta phán xét. Chị cũng là một người khán giả, chị có quyền chị phán xét cái
cái mà chị chia sẻ theo cái ý nghĩ của chị, cái cách nhìn của chị, cái cách làm của chị, nhiều khi chị cũng làm từng làm trong cái ngành nghề đó, chị đi ra thành ra chị phải bao che bên với nhau, với nhau. Còn người ta ở đây á, người ta bức xúc một người phụ nữ của cái nước Việt Nam mình, một người đàn bà trên cái xã hội này mà làm ô uế cái người cho cái mang tai tiếng cái người đàn bà phụ nữ Việt Nam mình. Chị không có nghe hả? Chị không có nghe, chị chỉ có biết á, thì chị cũng nghe ghè ghè, chị có đuôi á thì chị cũng thấy mờ mờ. Chị có nghe những cái kênh YouTube ở nước ngoài mà người ta lên người ta nói hô đàn bà phụ nữ Việt Nam bây giờ hả làm gì đâu mà bôi bác cái xã hội, bôi bác mà cả cộng đồng người người phụ nữ Việt Nam bây giờ, người những người phụ nữ Việt Nam sao làm thấy ghê quá. Người ta nói thì thà là ví dụ như người ta nói con vân con tiếc thì đằng này chị em khán giả của chúng tôi cũng không có lên mà để chia sẻ, để lên mà để mà phản biện lẫn gì, nhưng mà người ta lên người ta nói là ta nói người đàn bà phụ nữ Việt Nam. Còn chị chắc cũng từ cái chỗ chị làm trong cái ngành cái nghề đó đó, chị đi ra thành ra chị phải binh vực những cái người trong cái ngành cái nghề đó ra nghe, chứ chị đừng có lên mà chị binh vực như vậy. Chị binh vực vậy không có đúng, nhưng mà chị binh vực thì chị binh vực chứ chị đừng có nói lộn xạm chia tới người này người kia. Chị đừng có nói ừ, ví dụ bây giờ chị lên chị nói không ừ, người nào cũng là đàn bà, ví dụ mình cũng cũng phần đàn bà, mình có chửi thì mình cũng chửi vừa vừa thôi mấy chị ơi, hay là cái gì có đâu mà chị lên cái chị nói không nói người ta, nhưng mà biết cái bản thân mình có tốt hơn người ta không, hay là mình phải còn sống hơn người ta, mình còn phải làm tệ hơn người ta. Nếu người ta làm tệ hơn dù cho người cái những cái người phản biện, cái người lên chửi lên nói, nhưng mà người ta có làm tệ hơn người ta cũng làm mất quá, người ta cũng không có lên cộng đồng mà ta không có mang tai tiếng cả từ trong cái nước ngoài để cho cả xã hội người ta lên án như vậy. Chị nên nhớ kỹ như vậy nghe, cái chị gì đó tôi cho chị biết, tôi nhắn gửi với chị như vậy đó, chứ chị đừng có làm chị binh vực bất chấp mà chị binh thì chị binh, tôi cho chị binh đó, nhưng mà chị đừng có nói vậy. Chị nói vậy là chị sai, chỉ là cũng một người là cùng đồng lỗi, chị cũng làm trong một cái nghề như cô Vân vậy đó, đi ra đó chắc cũng hai người từ ở trong chổng đi ra đó, chứ chị đừng có nói thí dụ dù cho người ta có sống hơn đi nữa hay là cái gì thì người ta cũng âm thầm, hay là hoặc là ta cũng không có lên mà để mà mang tay tiếng cả xã hội cả cộng đồng vậy. Nói tôi nhắn gửi cho chị nói theo cái chuyện gì đó cho chị biết rồi thôi, cô bức xúc quá chia sẻ vậy giờ bữa nay giờ coi như là một phiên cấm mình nghe không. Dạ dạ em cảm ơn ý kiến cô nhiều nha, chúc cô sức khỏe luôn nha. Dạ. Dạ thưa quý vị, vừa rồi là ý kiến của một vị khán giả liên quan câu chuyện của là năm sầu riêng và cô Vân, và cũng là một trong những cái ý kiến rất tuyệt vời trong cái buổi trò chuyện hôm nay. Bà con vui lòng cho lang thang Sài Gòn xin một like cho quý vị.